Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 181, người đứng đầu thành phố Cậu có ý gì? Cả người mặc hải cứng đờ, xứng người lại, thậm chí, trong lòng còn có dự cảm xấu Nửa đời sau hãy làm người cho tốt đi Sở Bắc không giải thích, gậy trong tay chậm rãi hạ về phía ông ta Bầu không khí dường như ngưng động lại Mạc Hải chỉ cảm thấy như có một ngọn núi che lấp cả trời đất đè ép xuống người ông ta, muốn chạy nhưng chân lại nặng như trì audio điện tử võ tấn bền. Chỉ có thể dương mắt nhìn cây gậy trong tay Sở Bắc càng lúc càng đến gần. "Đừng, đừng." Phù. Cây gậy của Sở Bắc trông như chỉ điểm nhẹ vào ngực ông ta. Thế nhưng Mạc Hải lại phun ra ngụm máu, cả người thoáng cái đã trông khá già nua. Vẻ mặt ông ta như già hẳn đi trông thấy, thậm chí cả thân thể cũng cong xuống. Như thể trước mắt đã già đi 10 tuổi. "Cậu, cậu" mạc hải run tay chỉ về phía sở bắc trong lòng chỉ còn lại cảm giác hối hận và sợ hãi sở bắc vừa ra tay là đã trực tiếp khiến ông ta trở thành người tàn phế từ một người giúp đỡ có tiếng của nhà họ lưu giờ trở thành một kẻ tàn phế ai ai cũng kêu đánh sự tranh lệch to lớn trong lòng thoáng chốc đã bóp nghẹt mạc hải mí mắt ông ta khẽ giật sau đó người đã ngất đi nhưng với chuyện này sở bắc cũng chẳng buồn để ý anh ngẩng đầu nhìn bố con Lưu Tông Tín đang cứng đờ như hóa đá cách đó không xa. Bây giờ, đến phiên các người rồi. Anh vừa dứt lời, Lưu Tông Tín và nhân vật chính Lưu Phong cảm thấy tê dần cả ra đầu. Chương 182 tha cho ông ta một mạng. Có cần sở tôi tìm ông ta ra, xem xem ông ta có thể cứu được ông hay không. Một câu nói, đã khiến Lưu Tông Tín vắng cả đầu, thoáng chốc đầu óc đã trống rỗng. Người trẻ tuổi này ngay cả người đứng đầu thành phố cũng không màng sao. Chớp mắt, ông ta đột nhiên nhớ đến lời của Chu Minh Hạo trước khi rời đi. Lúc trước ông ta hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy rét lạnh trong lòng. Người trẻ tuổi này, không phải sẽ tiện tay cũng có thể phá hủy được nhà họ Lưu chứ? "Cậu, cậu muốn thế nào? Núi này chúng tôi không cần nữa, tôi có thể xin lỗi, cậu có điều kiện gì, tôi đều có thể đồng ý." Lưu Tông Tín lập tức sợ hãi, giọng điệu cũng bắt đầu nhận sai. Chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Lưu đã không còn, ông ta phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Thế nhưng, phản ứng của sở bắc nằm ngoài dự liệu của hai bố con họ. Sở bắc hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ, anh khẽ cúi đầu về phía mười mấy ngôi mộ hoang tàn kia rồi lập tức xoay người lại, chống gậy, từng bước đi xuống núi. Những nơi anh đi qua, vệ sĩ nhà họ Lưu vội vàng tránh ra nhường đường, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thanh Vũ mang theo cỏ dại, liếc nhìn hai bố con kia tỏ ý tự giải quyết cho tốt rồi cũng đi theo. Chuyện này, mắt thấy hai người đã biến mất khỏi tầm nhìn, hai người Lưu Tông Tín và Lưu Phong há hốc miệng, hoàn toàn ngây người. Vừa rồi, ông ta đã chuẩn bị tâm lý cá chết lưới rách với sở bắc rồi. Nhưng lại không ngờ, sở bắc cứ vậy mà rời đi. Như vậy là sao? Tha cho ông ta một mạng. Hay là xem thường không muốn ra tay với họ? Bố, bây giờ nên làm gì? chương 183 nhớ đâu ông ta thật sự có ý đồ với mình, nghĩ đến đây, ông ta muốn liên lạc để hỏi Chu Minh Hạo cho rõ. Nhưng vừa cầm điện thoại thì tiếng chuông đã vang lên trước. Nhìn thấy là ký thư gọi đến, trong lòng ông ta lại có dự cảm không tốt. Tổng giám đốc Lưu, ông đang ở đâu vậy? Công ty xảy ra chuyện lớn rồi. Lưu Tông Tín nhíu mày, tâm tình lại càng buồn bực, có chuyện gì thì nói mau, hốt ha hốt hoảng còn ra thể thống gì. Tổng giám đốc Lưu, cổ phiếu của chúng ta đột nhiên bị ác ý thao túng, sắp rớt xuống cực hạn rồi, nếu không nghĩ cách thì xảy ra chuyện lớn mất. Cái gì? Nghe thấy giọng nói gấp gáp của thư ký bên kia điện thoại, Lưu Tông Tín lập tức mở to mắt. Hoảng sợ, không tin nổi, vẻ mặt ông ta thoáng chốc trắng nhợt. Sao cậu không nói sớm? Nhưng ai lại to gan như vậy, dám gây trở ngại cho ông đây? Ai ngờ, giọng nói thư ký bên kia lại càng sợ hãi hơn. Là, là tập đoàn Bắc Giã. Dưới núi, sở bác ngồi ghế sau xe, không nói lời nào như đang có tâm sự. Thưa cậu, chúng ta đi đâu? Nghe hỏi vậy, sở bác nhìn mặt trời chiếu rọi, khẽ thở dài. Đi tập đoàn Lạc Thị xem sao, hôm qua đã đồng ý với tiểu tuyết rồi, không thể nuốt lời. Chiếc xe ôm cua, đi thẳng về trung tâm thành phố. Cùng lúc đó, tại khách sạn Tân Hải, trước cửa phòng Tổng thống Lầu 3, Lạc tuyết vội vàng đến nhìn cửa phòng trước mặt, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt do dự trần trừ. Cô hoàn toàn không rõ ý đồ của Lý Hải Đông. Nhớ đâu ông ta thật sự có ý đồ với mình. chương 184, tài trợ tư nhân. Lạc tuyết tự cười nhạo, vừa định lấy thẻ phòng mở cửa thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cô Lạc, cô đến rồi sao? Mau vào trong. Cửa phòng mở ra, gương mặt tươi cười khách khí của Lý Hải Đông đã xuất hiện giọng điệu thậm chí khách khí đến mức có chút khác thường. Chào Chủ tịch Lý. Lạc tuyết khách sáo chào hỏi, có phần cẩn trọng đi vào cùng Lý Hải Đông. Cạch, Lý Hải Đông đóng cửa lại, khiến tim cô khẽ hững một nhịp. Căn phòng rất rộng, rộng đến mức không tưởng nổi. Trên bàn trà chính giữa, nước trà đã nguội lạnh, rõ ràng Lý Hải Đông đã đến được một lúc rồi. Cô Lạc ngồi đi, không cần câu nệ thế đâu. Lý Hải Đông khẽ cúi đầu, dọn dẹp gì đó động tác trông rất bình thường nhưng lại khiến lạc tuyết càng thấp thỏm trong lòng chủ tịch lý lại khách sáo như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì chủ tịch lý ông tìm tôi đến đây không biết lạc tuyết mất tự nhiên ngồi xuống vì mong có thể yên tâm nên vẫn đánh bạo cẩn thận hỏi một câu lý hải đông khẽ cười cô lạc khách sáo rồi nghe nói tập đoàn lạc thị gặp chút khó khăn tim lạc tuyết đập thình thịch lý hải đông nói như vậy trừ phi chuyện này là do ông ta làm dù sao, tập đoàn Lý thì hoàn toàn có năng lực làm như vậy. Nếu thật sự là vậy thì rắc rối rồi. Chủ tịch Lý, thật ra, Lạc Tuyết muốn giải thích thì lại bị Lạc Hải Đông cười ngắt lời. Cô Lạc tuyệt đối đừng hiểu lầm, họ Lý tôi mời cô đến chỉ là muốn tiến hành tài trợ tư nhân thôi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 186, tự tôi vào là được, cô quay về đi. Cô Lạc, nếu cô vừa lòng thì cứ ký hợp đồng đi còn tiền, chỉ cần cô cần thì lúc nào cũng có thể báo. Lý Hải Đông đẩy hợp đồng về phía trước, vẻ mặt chân thành, không hề giả tạo chút nào. Sau khi đi ra khỏi khách sạn Tân Hải, xem hợp đồng trong tay, Lạc Tuyết vẫn cảm thấy mơ hồ như trước. Mãi đến bây giờ, cô vẫn ngủ mờ. Mọi chuyện hôm nay đều rất bất ngờ. Mặc kệ thôi, là phúc hay họa, cứ vượt qua khổ nạn trước mắt rồi tính tiếp. Lạc Tuyết cắn răng, lúc này, đã không còn đường lui rồi. Thứ nhất, quả thực cô không nhìn ra, bản hợp đồng này có chỗ nào không đúng đã. Thứ hai, cô thật sự rất cần hợp đồng này, để giải quyết nguy cơ cho tập đoàn Lạc Thị. Tất thảy mọi chuyện, cứ đợi quay về rồi nói. Nhìn thấy Lạc Tuyết đã rời đi, lúc này Lý Hải Đông mới thở dài nhẹ nhõm. Do so dự chốc lát, vẫn lấy điện thoại ra, cẩn thận gọi một cuộc điện thoại. Tít tít tít, điện thoại vang lên ba tiếng, đã có người nhấc máy. Nói, Sở Bắc bình tĩnh nói một chữ khiến Lý Hải Đông run rẩy trong lòng, ông ta khom lưng theo bản năng. "Cậu sở, là tôi, Lý Hải Đông đây, nhiệm vụ cậu dặn dò đã hoàn thành rồi, cô Lạc Tuyết có thể điều động vốn nhà họ Lý bất kỳ lúc nào để giải quyết khó khăn cho tập đoàn Lạc thị." "Làm không tệ, vất vả cho ông rồi." Sở Bắc hài lòng gật đầu, giọng điệu khen ngợi. "Cậu sở khách sáo rồi, những chuyện này là chuyện tôi nên làm." thấy đã cúp điện thoại, Lý Hải Đông thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Có thể được một câu khen ngợi của thần tướng Trấn Quốc, mọi thứ đều đáng. chương 187 lúc này chính là lúc ăn cơm trưa. Nhìn thấy bản thân lại bị xem thường, lạc mai đen mặt. Cả người đứng chắn trước sở bắc, miệng mắng ra tiếng. Sở bắc, mày cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì, chỉ dựa vào mày cũng xứng ở đây sao? nếu thức thời thì tự mình cút đi nếu không bà đây cho người ném mày ra đối với sở bắc lạc mai thật sự rất ngứa răng lúc này đã có được cơ hội nói câu câu đó đều rất khó nghe cạch tiếng gậy trúc chạm đất chân sở bắc cũng dừng lại quay người lại đối mặt với lạc mai không động đậy gì nhưng đôi mắt trống rỗng lại khiến lạc mai thoáng chốc lạnh run người chớp mắt lại không dám nhìn thẳng sở bắc thế nào cái đồ tàn phế như mày còn dám đánh tao hay sao? Có bản lĩnh thì mày động vào tao thử đi. Thế nhưng, Lạc Mai sao lại cam tâm mà sợ hãi chứ? Lúc này, hai tay chống nạnh, cắn răng chừng nhìn sở bắc. Tiểu Mai, sao vậy? Cũng ngay lúc này, Lạc Viễn Hà nhíu mày đi đến đại sảnh. Nhìn thấy sở bắc, khóe miệng khẽ nhếch cười nhạt. À, đây chẳng phải là sở bắc sao? Chắc không phải cậu đến tìm Lạc Tuyết đâu nhỉ? Nói rồi, lạc viễn hà khẽ chật lưỡi ánh mắt trêu chọc nhưng mà đáng tiếc rồi vợ cậu bây giờ đang ở khách sạn tân hải đấy chỉ sợ là cậu không gặp được cô ta rồi nghe thấy lời này lạc mai lập tức hiểu rõ ý của lạc viễn hà cười lạnh hùa theo không sai nếu mày muốn tìm cô ta thì giờ có thể đi thử xem nói không chừng còn có thể xem được màn kịch hay chật chật sở bắc không thể không nói mày thật sự đáng thương đấy đã thành tên mù thì thôi vậy bây giờ còn bị cắm sừng nữa. Chật, tao cũng thương cảm cho mày rồi. Lạc Mai không ngừng chật lưỡi, nói thì như vậy, nhưng ánh mắt lại vui sướng hả hê. Hai bố con kẻ sướng người họa, sở bắc không khỏi nhíu mày. Trái lại không hề nghi ngờ Lạc Tuyết, chỉ là hai bố con này bịa đặt vô cáo như vậy, thực vô sỉ. Các người nói xong chưa? Sao nào, Lạc Tuyết có gan tìm trai, chẳng lẽ còn không cho bọn tao nói sao? chương 188, nói sai thì phải bị báo ứng. Thoáng cái, sở bác đã như kẻ lạc loài. Không ít người thầm cười trộm rồi bàn tán về anh. Dẫu sao ban đầu thì lạc tuyết không chồng mà chữa, sau thì qua lại với sở bác người vốn là anh rể của mình. Ai có thể bỏ qua tình tiết cầu huyết thế này được? Sở bác, tôi khuyên cậu tốt nhất nên về xét nghiệm ADN đi. Có trời mới biết được con bé này có phải con gái cậu hay không, cẩn thận lại nuôi con thằng khác đấy thấy sở bắc trở thành mục tiêu bị mọi người công kích lạc mai mỉm cười với vẻ đắc ý rồi nói ra những câu rất khó nghe hai cũng không thể nói thế được lạc viễn hà lắc đầu với vẻ suy ngẫm sở bắc là người rộng lượng nên nuôi con người cũng không sao cả giờ hiếm có ai tốt bụng được như cậu ấy lắm nghe thấy vậy mọi người đều cười ồ lên ai chẳng hiểu ông ta đang ám chỉ điều gì nhưng sở bắc đang bị làn sóng dư luận hướng tới thì vẫn bình thản như không chỉ có ánh mắt anh thì lạnh như băng. Các người nói xong chưa? Sở bác chậm chậm quay lại, câu nói của anh khiến tiếng cười của mọi người ngừng hẳn. Giọng nói lạnh lùng khiến bầu không khí như đóng băng. Nếu nói xong rồi thì lên đường đi thôi. Lên đường. Lạc Mai mỉm cười khinh bỉ với vẻ coi thường. Sao cơ, ý mày là định đánh bọn tao à? Lạc Viễn Hà sầm mặt xuống rồi cất bước nhìn chằm chằm vào sở bắc với vẻ bặm trợn có giỏi cậu thử động vào tôi xem nào, xem đến lúc đó, hự. Nhưng Lạc Viễn Hà còn chưa nói hết câu, chỉ thấy sở bác giơ hai tay lên rồi hướng về phía Lạc Hà Viễn rồi khẽ quặp tay vào không khí. Lạc Viễn Hà trợn tròn mắt, cổ như bị ai bóp chặt. Đừng nói là lên tiếng, đến hít thở còn khó khăn. mươi 189 chắc chỉ chậm một phút nữa là ông ta sẽ tắt thở. Sứt lời, không thấy sở bác có hành động gì, nhưng Lạc Viễn Hà thì trợn trừng mắt ông ta vùng vẫy, còn mặt thì tái mét, lưỡi thì thè ra ngoài thì sắp tắt thở đến nơi. đừng nói là lạc mai, đến công nhân viên ở xung quanh cũng sợ chết khiếp khi thấy cảnh này. họ thầm thắc mắc không biết lạc viễn hà bị làm sao, sao bỗng dưng ông ta có biểu cảm như bị người ta bóp cổ thế kia. dù sở bắc có ra tay với ông ta, nhưng hai người vẫn đứng cách nhau những ba mét cơ mà. sao có thể do sở bắc gây ra được? chỉ có lạc mai là nhăn nhó mặt mày ả à ta biết chắc chắn chuyện này là do sở bắc làm sở bắc mày mày dừng tay lại ngay xoạt nghe thấy vậy sở bắc quay phát lại ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào lạc mai lạc mai bỗng thấy toàn thân lạnh toát ả à ta liên tục lùi lại rồi ngồi phịch xuống đất không gian yên lặng như tờ chỉ có lạc viễn hà vẫn không ngừng vùng vẫy với gương mặt không còn chút huyết sắc nào như thể chỉ một lúc nữa thôi là ông ta sẽ tắt thở Mọi người sao vậy? Sở Bắc, sao anh lại ở đây? Một giọng nói nghi hoặc vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Giọng nói quen thuộc ấy khiến Sở Bắc lập tức buông lỏng tay. Bụp, Lạc Viễn Hà ngã mạnh xuống đất, gương mặt trắng bệch dần trở nên hồng hào. Ông ta thở hổn hển với vẻ sợ hãi. Vừa mới đây thôi, ông ta đã thấy mình cận kề với cái chết rồi. Chương 190, kiện tôi á? Nực cười, Sở Bắc, anh đến đây làm gì? anh vừa đánh bác cả đấy à? Anh tiện đường qua đây thôi, còn đánh ông ta thì. Sở bác giải thích qua loa rồi mỉm cười. Em có thể hỏi mọi người xem, anh có động tay vào người ông ta hay không? Lạc tuyết ngẩn ra rồi nghi hoặc nhìn nhân viên ở xung quanh. Sở bác, mày còn định ngụy biện nữa à? Các người nói xem có phải nó đánh bố tôi không? Lạc mai nghiến chặt răng, giọng nói còn có vẻ uy hiếp. Chuyện này, đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau dù khả năng cao chuyện này có liên quan đến sở bắc nhưng họ thật sự không thấy anh làm gì cả thế sao họ làm chứng cho được không lẽ bắt họ nói dối sao các người điên thật mà thấy không ai nói gì lạc mai tức đến run người à ta không thể làm gì sở bắc được thấy vậy lạc tuyết đã hiểu ra mọi chuyện cô khẽ lắc đầu rồi bất đắc dĩ nhìn sở bắc tự nhiên anh đến đây làm gì về trước đi xong sở bắc chưa nói gì thì lạc viễn hà mãi mới hít thở được lập tức sừng cổ lên đi đâu mà đi nghĩ hay quá nhỉ sở bắc hôm nay cậu phải nói cho rõ với tôi đúng vậy lạc mai có vẻ không cam tâm nên lập tức phụ họa còn cháu nữa đấy lạc tuyết cháu đã làm chuyện xấu xa gì thì trong lòng cháu tự biết rõ nhất loại người như cô đúng là mối nhục của nhà họ lạc chúng tôi nghe thấy vậy lạc tuyết lập tức cau mày audio điện tử võ tấn bền. Chương 191, có hợp đồng này là tập đoàn mình có thể cải tử hoàn sinh rồi. "Chị." Nghe Lạc Mai nói vậy, Lạc Tuyết tức đến tái mặt. Lồng ngực cô phập phồng. "Chị đừng có mà ngậm máu phun người, tôi cô làm sao?" Lạc Mai không hề cho Lạc Tuyết cơ hội giải thích, lập tức ngắt lời. "Nếu không thì cô đến khách sạn Tân Hải làm gì? Đừng bảo giám đốc Lý mời cô đến uống trà nhé. Không ai tin đâu." Lạc Mai nói rành rọt từng chữ. Lạc Tuyết nghiến chặt hàm răng, trong lòng thấy rất tủi thân nhưng không thể nói ra được. Đúng là chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, dễ khiến người ta hiểu lầm thật. Nhưng cô và giám đốc Lý nào có quan hệ mờ ám gì đâu? Tôi, tôi và giám đốc Lý chỉ bàn chuyện hợp tác thôi, không hề giống như chị nói." Lạc Tuyết cắn răng, cố gắng giải thích. Nhưng tiếc là nghe xong, Lạc Mai càng có vẻ coi thường. "Bàn chuyện hợp tác?" thiếu gì chỗ sao lại đến khách sạn úi rào phải kiếm cái cứ nào hợp lý một chút chứ bảo đến khách sạn bàn chuyện hợp tác thì ai tin cho nổi đúng đấy lạc viễn hà hừ một tiếng rồi nhìn sở bắc như sắp phóng lửa tóm lại là hôm nay hai người không cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng thì chuyện này chưa dừng ở đây đâu giải thích bố con ông muốn chúng tôi giải thích thế nào sở bắc ngoảnh lại rồi cất giọng điềm nhiên sở bắc anh đừng kích động Lạc tuyết giật nảy mình, vội vành cản sở bắc lại. Do dự một lát, cô vẫn quyết định lấy bản hợp đồng ban nãy ra. Bác cả, cháu đi bàn chuyện hợp tác với giám đốc lý thật mà, hợp đồng đây. Có hợp đồng này là tập đoàn mình có thể cải tử hoàn sinh rồi. Thật ra, Lạc Tuyết vốn định xác định rõ ý của Lý Hải Đông rồi mới khoe hợp đồng với mọi người. chương 192 không công bằng. Xong, Lạc Viễn Hà vừa liếc nhìn nội dung trong bản hợp đồng một cái là đã nghệt mặt ra ngay. Ông ta trợn tròn mắt, sau đó mặt mũi nhăn nhó như nhìn thấy ma quỷ. Bố, bố sao thế? Lạc tuyết cao mày rồi nghi hoặc nhìn Lạc Viễn Hà. Thấy ông ta không trả lời, bấy giờ à ta mới ngước lên nhìn vào bản hợp đồng trong tay bố mình. Tương tự như Lạc Viễn Hà, Lạc tuyết vừa đọc một lát thì cũng chố mắt ra. Bất kể là nội dung hay chữ ký của Lạc Tuyết và Lý Hải Đông trong hợp đồng đều không ngừng đánh mạnh vào thần kinh của hai bố con ả à ta. Hợp đồng này là thật. Số tiền lên đến một tỷ đồng. Mọi thứ khó tin đã trở thành hiện thực. Sao, sao lại thế này? Hai bố con ả à ta thử người ra, mắt thì trợn tròn với vẻ kinh ngạc. Họ còn định nói gì đó, nhưng lưỡi cứ cứng lại không nói được gì. Giờ hai người tin chưa? Thấy thế, Lạc Tuyết thở vào một hơi có bản hợp đồng này thì nguy cơ của tập đoàn sẽ được giải trừ rồi nhiệm vụ của cháu coi như hoàn thành. Sứt lời, lạc tuyết thở dài một hơi. Dù mọi thứ rất khó hiểu nhưng cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngoài sở bắc gia thì tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bởi chính anh sắp xếp chuyện này mà nếu lạc tuyết không ký được hợp đồng mới là lạ. Hừ thế này thì sao dùng thân xác để đánh đổi thôi mà nói cứ như vinh quang lắm ấy. Lạc Mai định thần lại rồi bĩu môi với vẻ coi thường. chương 193 nhất là Lạc Viễn Hà, ông ta thấy hoảng loạn. Lạc Viễn Hà phụ họa theo với giọng điều đầy vẻ khinh rẻ. Các người, lúc này, Lạc Tuyết hoàn toàn muốn bùng nổ. Tôi với giám đốc lý không có gì với nhau thật mà. Ô hay, cô bảo không có là không có à. Lạc Mai hừ một tiếng, vẫn quyết đeo bám đến cùng nếu cô không bán thân mà dám đốc lý lại đồng ý ký hợp đồng à. Đúng là nực cười. Lạc Viễn Hà nhớn mày, sau đó nhìn Lạc Tuyết với vẻ khinh miệt. Hừ, đúng là loại hèn mọn, bác mà là mày thì không dám vác mặt về nữa đâu, mày làm nhà họ Lạc mất hết sạch thể diện rồi. Lạc Viễn Hà vừa nói dứt câu, bầu không khí lập tức lắng xuống. Sở bác chậm chậm ngẩng đầu lên, gương mặt đã tối sầm. Đôi mắt lạnh băng của anh xẹt qua tia sát khí cảm nhận được sự thay đổi của sở bắc lạc viễn hà và lạc tuyết giật nảy mình hai bố con họ nhanh chóng lùi lại với vẻ sợ hãi nhất là lạc viễn hà ông ta thấy hoảng loạn tên này rất kỳ quái ông ta không bao giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác tuyệt vọng ban nãy nữa hai bố con nhà này luôn khiêu chiến giới hạn cuối của sở bắc họ tưởng anh là người dễ bị bắt nạt ư anh đã quyết định sẽ dạy cho hai bố con nhà này một bài học cả đời khó quên lúc này Lạc tuyết như vô cùng chán nản, cô bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu vậy thì bác trả hợp đồng cho cháu, để cháu bảo với giám đốc Lý Hủy bỏ hợp tác. Còn khó khăn của tập đoàn thì cháu lực bất tòng tâm rồi. Thời gian qua, cô đã nhấn nhịn đủ rồi. Hiện giờ, để bảo vệ danh dự của mình, cô đồng ý từ bỏ hợp tác với nhà họ Lý. chương 194 tiểu tuyết ngây thơ quá. Lạc tuyết, không phải bác cả không tin cháu, nhưng chuyện này quá quan trọng, chúng ta phải làm rõ mới được. Lạc viễn hà đảo mắt rồi khẽ mỉm cười. Thế này đi, cháu cứ về nhà chờ tin, bác sẽ mang hợp đồng này cho ông cháu xem, đợi xác định thật giả và giải quyết vấn đề của tập đoàn xong, đương nhiên cháu cũng sẽ có công trong vụ này. Đến lúc đó, cháu cũng sẽ được chứng minh sự trong sạch, được không? Nghe thấy thế, lạc viết hơi ngẩn ra. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Trung Quy thì vẫn phải chờ ông nội cô xem bản hợp đồng này mà để bác cả đưa cho ông cũng được. Vâng, thế cháu về nghỉ đây, bác đừng để cháu chờ lâu quá đấy. Lạc Viễn Hà cười nói, yên tâm, chỉ cần bản hợp đồng này không có vấn đề gì thì trong hôm nay sẽ được giải quyết ngay. Thấy thế, Lạc Tuyết cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn. Sở Bắc, chúng ta về thôi. Nói rồi, Lạc Tuyết quay người, đi ra khỏi tập đoàn trước. Cô thật sự rất mệt, không phải thể xác mà là tinh thần. Bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó để ngủ ngon một giấc thôi thấy thế sở bắc khẽ thở dài tiểu tuyết ngây thơ quá anh ngẩng đầu lên ánh mắt trống rỗng liếc nhìn hai bố con nhà kia sau đó anh quay người đi theo lạc tuyết thấy lạc tuyết và sở bắc đi rồi mọi người đều thở phào một hơi đến lạc viễn hà và lạc mai cũng như chút được gánh nặng bố sao ban nãy bố tha cho hai đứa nó dễ dàng thế nếu để nó lập công lớn thì sau mình phải làm sao? Lạc Mai vẫn trông theo bóng sở bắc và lạc tuyết rời đi. Lạc Mai mím môi, hậm hực nói. Hừ, con vội cái gì, lạc tuyết mà đòi lập công à, chờ kiếp sau đi. Nhưng bản hợp đồng này là thật, hơn nữa bên trên còn ký tên của nó. mươi 195 bây giờ cô thật sự không bỏ tiền ra được. Nghe nói vô tâm đổi nhà trẻ rồi. Trên xe taxi, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Lạc Tuyết phá tan sự tĩnh lặng này trước. Sở Bắc cười khẽ gật đầu, đổi sang nhà trẻ tốt hơn chút, Tâm Vũ có thể được dạy dỗ tốt hơn. Thế nhưng, Lạc Tuyết lại nhíu mày. "Nhưng tôi thấy nhà trẻ trước đó cũng khá tốt, đổi tới đổi lui không chỉ phiền phức mà học phí cũng không rẻ nữa, đúng chứ?" Sở Bắc khẽ lắc đầu, khẽ vỗ vai cô an ủi. "Yên tâm, những chuyện này cứ giao cho anh là được." Nghe đến lời này, dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng Lạc Tuyết cũng không nói gì dù miệng rất muốn thốt ra gì đó. Mặc dù cô rất nghi ngờ năng lực của Sở Bắc, nhưng chuyện phiền lòng cũng đã rất nhiều rồi. Nếu Sở Bắc đã tự tin như vậy thì cứ để anh giải quyết đi. Cả đoạn đường không ai nói gì, ngay sau đó, hai người đã quay về khu nhà. Chỉ là, vừa đến lầu ba, chỉ nhìn thấy một bóng người hơi mập, mặc quần dài màu đỏ, là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi đang đứng trước cửa đang định gõ cửa nhìn thấy lạc tuyết và sở bắc thì lại rút tay về chị ngô sao chị lại đến vậy nhìn thấy người phụ nữ ấy lạc tuyết khẽ sững người vẻ mặt không tốt mấy mà chào hỏi à nói ra thì mà đây là nhà của tôi tại sao tôi lại không thể đến chị ngô chống nạnh hai tay liếc nhìn sở bắc lập tức xem thường tầm mắt dừng trên người sở bắc giọng nói có chút khàn trầm giống như vịt được vậy cũng khá hợp với thân hình mập mạp của chị ta lại nói nữa, tôi đến làm gì, trong lòng cô không nghĩ ra sao. Nghe thấy lời này, Lạc Tuyết cười khổ gật đầu. Sắc mặt lại càng khó coi hơn. Chị Ngô, còn cách ba ngày nữa mới đến ngày đóng tiền nhà, chị thương lòng thư thả chút cho tôi được không? Lạc Tuyết dè dặt cẩn thận hỏi, lại cúi đầu, không dám nhìn mắt chị Ngô. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 196 nhớ đâu vẫn chưa giao đủ thì sao? Chị Ngô, bây giờ tôi thật sự không lấy ra được tiền nữa, hay là chị đợi thêm chút, trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo sẽ đưa tiền cho chị. Thế nhưng, chị Ngô lại liếc cô một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Đảm bảo, cô cam đoan thế nào? Mà này, phòng chúng tôi cũng có không ít người đợi thuê đây, nếu thực sự không trả nổi tiền thì sẵn dịp bây giờ cô mau dọn ra đi. Có thể cho mấy người ở đến bây giờ, tôi cũng đã rất nhân từ rồi, còn tiếp tục như vậy tôi cũng phải hít gió tây bắc mà sống rồi nghe chị ta nói một hơi lạc tuyết thở dài trong lòng vẻ mặt lại càng bất đắc dĩ từ sau khi sinh con gái cô và mẹ vẫn luôn ở đây tuy cuộc sống túng quẫn tiền thuê nhà thi thoảng đưa trễ một hai ngày nhưng chưa từng đến mức không có một đồng nào hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ trễ một ngày mà thôi bây giờ chị ngô nói như vậy ít nhiều cũng có chút làm tổn thương người khác chị ngô chị cho thư thả thêm vài ngày đi ạ, à, chẳng phải còn ba ngày nữa sao? trong vòng ba ngày chúng tôi chắc chắn sẽ nộp đủ tiền. lạc tuyết cắn răng vẫn cố sức vất vát. dù sao đột nhiên bị đuổi đi như vậy, cô cũng không thể đưa cả nhà đi lang thang ngoài đường được. ba ngày nhớ đâu vẫn chưa giao đủ thì sao? chị ngô hừ một tiếng, giọng vịt được lại nghe càng cay nghiệt. nếu khiến tôi chế nải cho thuê lại, cô có biết phải đền bao nhiêu tiền không? nói nghe hay hơn cả hát, cô với mẹ cô y hệt nhau, cũng chỉ có thể mỗi nói miệng được thôi. Lạc tuyết cúi đầu, vẻ mặt chua xót. Trong lòng dù cảm thấy cực kỳ tuổi hơn, nhưng một câu cũng không nói ra lời. Không dễ gì mới nhẹ lòng được một chút, lúc này, thoáng chốc đã ngã xuống đáy vực. Ở sau lưng, sở bác khẽ nhíu mày. Thấy lạc tuyết không muốn chuyển đi, anh lập tức muốn tiến lên, định mua đứt căn nhà này. Dù sao, trong tay của sở bắc còn có tập đoàn bắc giã. Cho dù mua cả khu nhà này, đó cũng chỉ chuyện còn con mà thôi. Chỉ là, chưa đợi anh lên tiếng thì chị Ngô đột nhiên khẽ cười, con người xoay chuyển, nhìn lạc tuyết. Tiểu lạc à, không phải chị không hợp tình hợp lý, chỉ là chị còn phải nuôi gia đình nữa, cũng hết cách rồi. chương 197 lại nói, căn nhà này thật sự không xứng giá đó. Tiểu lạc à, chị nói thật với cô câu này, Nhà cửa bây giờ đúng là rất khó tìm. Chỗ của chị đây tuy tầng gác cũ một chút nhưng trang hoàng bên trong chẳng tệ chút nào, không biết có bao nhiêu người bỏ giá cao muốn giành thuê kia. Nhưng mà, thấy cả nhà cô cũng không dễ dàng gì, hơn nữa, chúng ta cũng quen lâu rồi. Như vậy đi, chỉ bằng cô thêm một chút tiền nhà, tôi sẽ thư thả thêm vài ngày, mấy người muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Thế nào, cách này cũng không tệ chứ? Nói xong, vẻ mặt chị Ngô Dương Dương đắc ý quan sát lạc tuyết. Nhưng lạc tuyết lại nhíu mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chị Ngô, năm ngoái không phải đã tăng một lần rồi sao? Bây giờ còn tăng nữa, như vậy không tốt đâu. Bốn năm trước, ban đầu khi bọn họ dọn đến, tiền thuê là 2.000 tệ một tháng. Chỉ là, phòng này chỉ hơn 50 mét vuông mà thôi. Hơn nữa còn là khu cũ, cơ sở vật chất cũng không theo kịp. Như vậy cũng được vậy, trong nhà ngoài cửa và tường chịu lực, thì không có gì cả. Giá như vậy quả thực khá cao. Nhưng đến bước đường cùng thì Lạc Tuyết vẫn phải thuê. Một năm trước chính là lúc con gái phát bệnh, chị Ngô cũng từng đến đuổi một lần. Vốn dĩ Lạc Tuyết muốn chuyển đi, nhưng bởi vì con gái nên không thể không tăng thêm tiền nhà một nghìn tệ. Nên mới ở lại được. Không ngờ, mới qua một năm mà lại tăng giá thuê rồi. Tăng thêm là đã bốn năm nghìn tệ rồi, cô còn thuê thế nào được? lại nói căn nhà này thật sự không xứng giá đó phía sau lạc tuyết sở bắc khẽ lắc đầu vẻ mặt thản nhiên quả nhiên nói nhiều như vậy đây mới là mục đích thật sự của chị ngô tiểu lạc à nếu không phải nể tình cảm chúng ta quen biết nhiều năm vậy cô nghĩ tôi sẽ nói ra lời như vậy sao chị ngô lắc đầu vẫn bộ dạng khuyên bảo như cũ vừa nãy có người gọi điện cho tôi đồng ý bỏ ra giá thuê bồn nghìn tệ một tháng cũng bị tôi từ chối rồi. Nếu không phải vì chúng ta biết nhau, chị đây sớm đã đuổi các người đi rồi. Cô tin hay không, cho dù cô có bỏ nhiều tiền hơn, muốn tìm căn nhà như chỗ chị đây, gần như là không thể. Chương 198, cô đúng là ức hiếp người quá đáng. Lạc Tuyết còn chưa nói hết, cửa phòng sau lưng đột nhiên bị đẩy ra. Mẹ vợ của Sở Bắc Chu cầm chống hai tay, khí thế hùng hổ đi ra này con mụ họ mua kia cô đừng có khinh người quá đáng cái nhà nát này của cô ba nghìn tệ là đã quá cao rồi cô còn muốn thêm tiền tôi thấy cô là muốn tiền đến điên rồi sao nhìn bộ dạng như vậy có lẽ chu cầm đã ở sau cửa nghe một lúc rồi vừa nghe thấy lạc tuyết đồng ý thì đã ngồi không yên nữa muốn tiền muốn đến điên thì sao có bản lĩnh thì mấy người đừng ở nữa nghèo kiết xác ngay cả nhà cũng không mua nổi sống thì phải bị người ta xem thường thôi chị Ngô rõ ràng cũng không phải người dễ chọc. Mắt trợn tròn, lập tức mắng chửi với Chu Cầm. Tóm lại, một câu thôi, hoặc là thêm tiền, hoặc là cút đi, các người tự mình lựa chọn đi. Cô, cô nâng giá lên quá cao. Chu Cầm vừa nghe, lập tức tức giận đến mức thở dốc. Nâng giá cao thì sao? Có bản lĩnh thì mấy người đừng ở nữa. Mắt thấy chút tâm tư của mình bị vạch trần, chị Ngô cũng không giả vờ nữa. 4.000 tệ một tháng nếu còn muốn ở thì trong vòng 3 ngày đưa tiền, nếu không thì cút ngay hôm nay cho tôi. Lời này vừa nói ra, không chỉ chu cầm mà vẻ mặt lạc tuyết cũng trở nên khó coi. Nhà thuê là trả nguyên một năm, há chẳng phải nói là trong vòng 3 ngày phải bỏ ra 5 vạn tệ sao. Bây giờ đối với lạc tuyết mà nói, một chút cũng không hề ít. Hơn nữa điểm mấu chốt là, căn nhà này tuyệt đối không đáng giá đó. Thậm chí một nửa cũng còn chút miễn cưỡng nhưng hôm nay bị đuổi đi, chẳng phải chỉ có thể lang thang ngoài đường sao. Tiến thoái lưỡng nan khiến Lạc Tuyết cũng đau đầu. Cô, đúng là ức hiếp người quá đáng. Hợp đồng còn ba ngày nữa mới đến hạn, cô dựa vào đâu đuổi chúng tôi đi. Tôi có thể đi kiện cô. chương 199 không thuê ở đây, đổi một phòng to hơn. Mẹ, mẹ nói ít hai câu đi. Lạc Tuyết khẽ liếc nhìn mẹ mình rồi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chị Ngô. Chị Ngô, vừa rồi mẹ tôi nói chuyện hơi quá chị đừng để ý tôi đã quyết định rồi chúng tôi chúng tôi dọn đi ngay hôm nay vừa dứt lời bầu không khí lập tức cứng đờ ba người phụ nữ nhíu mày ánh mắt đều khác nhau bởi vì lời này là do sở bắc nói sở bắc anh nói gì vậy lạc tuyết chừng mắt nhìn anh đang định giải thích thì lại thấy sở bắc tiến lên một bước khẽ lắc đầu tiểu tuyết chúng ta không thuê nơi này nữa Đổi một phòng to hơn đi. Không thuê ở đây, đổi một phòng to hơn. Lạc Tuyết cắn răng, không biết phải nói gì. Bây giờ ngay cả tiền thuê mấy vạn tệ cô còn không bỏ ra được, còn muốn đổi gì? Gì mà thuê phòng lớn, người này đúng là kiểu điển hình đứng nói chuyện không đau lưng mà. Tên họ Sở kia, cậu im miệng cho tôi, chỗ này không có chỗ cho cậu nói đâu. Chu Cầm lập tức tìm được nơi phát tiết, mắng Sở Bắc. Ồ đây chính là cậu con rể quý hóa đây sao, trông cũng không tệ nhỉ. Chị Ngô lướt nhìn sở bắc từ trên xuống dưới, trêu chọc khẽ chép miệng. Trẻ tuổi như vậy mà lại bị mù rồi, đúng là đáng tiếc. Con gái có bệnh thì thôi vậy, đến bố cũng là tên mù, chẳng trách mấy người lại nghèo như vậy, chật chật. Chỉ hai câu ngắn ngủi đã khiến sắc mặt chu cầm và lạc tuyết không dễ nhìn chút nào. Sở bắc khẽ nhíu mày, cũng không phản bác mà chỉ khẽ lắc đầu. Cô đi đi, hôm nay chúng tôi sẽ dọn đi. Chị ngô nhíu mày, lập tức không vui. Hừ, nói chuyện cũng thẳng thắn đấy, nếu mà các người không làm được, đến lúc đó cho dù có quỷ xuống cầu xin tôi cũng vô dụng thôi. chương 200 cái tên tàn phế này, mất mặt cũng mất mặt cả nhà vợ rồi. Thật sự muốn chuyển đi, cậu có biết phải tốn bao nhiêu tiền không? Cậu tìm nhà ở đâu? Tiền thuê do cậu bỏ ra sao? Trên người còn chẳng có được 100 tệ, cậu còn mạnh miệng cái khỉ gì? chu cầm không khách khí nói một chàng dài châm chọc sở bắc đủ điều ở bên cạnh vẻ mặt chị ngô đắc ý xem kịch vui vẻ mặt như không liên quan đến mình còn về lạc tuyết trong lòng cũng không biết nói gì sở bắc tôi đã đủ phiền rồi anh đừng gây thêm rắc rối nữa sở bắc lắc đầu tiểu tuyết tin anh đi nhà đã tìm xong rồi bất kỳ lúc nào cũng có thể dọn vào lời này cũng là thật chứ không giả ban đầu anh đã nói chuyện này với thanh vũ rồi với năng lực của thanh vũ cho dù là biệt thự xa hoa nhất của tân hải cũng có thể làm được nhưng mà nghĩ đến thân phận đặc thù của sở bắc vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn chỉ cần một căn nhà bình thường là được chỉ cần một cuộc điện thoại của sở bắc thì có thể sắp xếp ổn thỏa thật sao thấy vẻ mặt sở bắc không hề nói thêm thắt gì lạc tuyết khẽ nhíu mày có chút nghi hoặc sở bắc khẽ gật đầu đương nhiên anh vĩnh viễn sẽ không lừa em hừ vậy cậu nói thử xem nhà ở đâu lớn thế nào một tháng bao nhiêu tiền nói mà không có chứng cứ nói dối vậy ai chẳng nói được chu cầm chép miệng rõ ràng không hề tin lời sở bắc chút nào đúng vậy cứ nói ra tôi nghe thử xem tôi cũng muốn xem thử sao chị ngô bĩu môi giọng điệu quái gở đợi xem chuyện cười của sở bắc dưới ánh mắt của sáng rực ba người phụ nữ, sở bắc khẽ buông tay. Tôi hỏi thử, vừa nghe thấy lời này, ánh mắt lạc tuyết tràn ngập thất vọng, khẽ lắc đầu, không nhìn sở bắc nữa. Chu cầm lại càng nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xé nát sở bắc này. Cái tên tàn phế này, mất mặt cũng mất mặt cả nhà vợ rồi. Chật chật, hỏi thử cũng được, tôi còn muốn xem sao, cậu cũng phải cho tôi cơ hội chứ. Vẻ mặt tươi cười của chị Ngô càng lúc càng châm trọng. Ánh mắt khinh thường không hề che giấu, khiến Chu Cầm tức đến nghiến răng. Sở Bắc lại hoàn toàn không quan tâm, lập tức lấy điện thoại, gọi cho Thanh Vũ. Chỉ tùy tiện nói hai câu, đã cúp điện thoại, nhìn Lạc Tuyết. Ở Liên Hoa Tuấn Viên, nhà đã chuẩn bị xong rồi, có thể đến xem bất cứ lúc nào. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 200.